Kính thưa quý vị, để liên tục chương trình đánh bài Sa Đéc, từ khi Đức Thầy khai minh chánh giáo tức tháng 5 năm Kỷ Mão, nơi Kim Sơn Tự lúc nào cũng có mọi người lỗ lực đến để nghe Pháp quy y, hoặc nhờ Ngài chỉ bệnh, thế nên người Pháp lo sợ cho địa vị của họ lung lay. Vì vậy mối bi kịch đã diễn ra nơi thánh địa, chánh quyền Pháp cho mời Ngài rời khỏi Kim Sơn Tự về Châu Đốc, rồi đi Sa Đéc. Trước sự kinh ngạc đau thương lẫn trong sự đau buồn tức tối, người ta tự hỏi Đức Thầy là bậc cứu thế độ nhân, có làm chi nên tội mà họ đành chia áo rẻ bâu, diễn ra cảnh gà con lẻ mẹ. Vậy kính mời quý vị đồng theo dõi bài Sa Đéc mà Đức Thầy đã viết. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân cuộc thế bồn bề sống mưa dày, cửa thiền môn còn hơi khóa thêm, nương xứ xa tạm giết với đèn tỏ tâm sự của người liễu đào. Sách có chữ thánh dục bao phần làm người hiểu thảo nói gương, ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Non tuyết sang ru rừng thăm thầm đêm thân phàm, tầm đào siêu sanh đến ngày nay còn rạng lấy danh, khắp bốn biển dân lành sùng bái. Muốn lập đạo có câu, thành bại sự chung chuyên của khách như thiên môn. Khắp sáu châu nực nghi tiếng người đồn, ta chịu khổ khổ cho ba tánh. Tiếng gọi đời sống mê hải ơi lánh, chạm lời quyền giàu có cạnh tranh. Bước gai trong như đường đủ y sói sành, đành tách gót lìa quê hương già. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã bởi sự thường của bậc siêu nhân. Dầu gian lao giả sắc chẳng sờn, miệng sanh chúng thông đường dài thoát. Cơn giông tố mịt mù bụi két, chẳng nao lòng của đấng từ bi. Vì thiên
lòng lão yêu đương. Xe rồ xăng dốc chạy bãi bướng, đơn khuất giảng tình thương náo nức. Khắp ba tánh cho nên bực tức bởi nạn tai vừa mới dấn dương. Chốn liên đài bát nhát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực nhị tiếng, làm thầy phải nặng như đôi vai. Việc khó khăn lắm lúc khôi hài, ấy cũng bởi thầy lai ông Tào. Ông nhồi quá cho người hành đạo nghi lúc nguy nàng, thôi chi cũng chẳng nhé. Nếu bền lòng vì quả cao thân, chẳng chặt già bỏ lăng Phật thanh. Chốn Phật đường ráng trao đức cơ hành, phải bền lòng mới rảnh trăng ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rây rủi nhiều sâu bỏ rồi ngần ngơ, bỏ rằm mới biết vàng thao. Ai thật tánh ai người giả đạo. Tiếng sấm sét bên tai sóc sao, cả muôn người ngơ ngáo hồi thầy cũng đang bình an, khuyên bổn đạo đừng than lắm tiếng. Tuy xa đường có lời luận biện bởi bút thần, ngọc nhờ lao ngọc mới ràng lời, kim mài giữa kim kia mới bên. Người làm phải như tầm trong kén có muôn tờ, bao bọc nghi âm nghi thân. Sách có câu minh đức tân dân, đức thủ chủ quyền khai dứt khiêu.
còn thương, thương cho liễu điệu chớ cùng mừng được dịp phổ thông. Như đất đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thuở trước. Các bậc thánh châu lưu nhiều nước nghèo thầy nhang bầu nước đầy cơm nhé. Tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bà lời. Nhật hồ lan đâu biết đào hầm, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ. Khi đôi môi mắt mày sù sù chạy quá vào giật nhỏ của loài bao ác. Đào mà biết mùi thơm bát ngát rứt bụi trần, mặn lạc thấy ai. Chữ Nam Mô trì giới giữ được tánh chay tâm mới quy. Trong đạo Phật quá nên như quyền bi, chỗ tâm thần to gì nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chỉ nguyện sở cầu Phật thanh. Đuốc thiền lâm phương đông chói, anh dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Dầu cho nay xa cách sợ tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cành. Ước trăm họ nhẹ mình có ơi cánh đồng bay về, cực lạc một đàn thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu vào ban. Nói thì nói chợ ngày thấp thoáng, giờ mềm trời thì cứ xa tay. Quyết chèo thoảng đến chốn bồng lai,
tạng Tây Phương quyết đáo bị loài yêu làm bao lắm phen. Đức Từ Bi phải lộ trắng đen, lôi anh tự cũng đi dọc đường yếu tinh, làm hồn thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn. Nhờ môn đồ Bát Nhã Xá Tăng chơi đại thánh tề thiên, lòng sáu chữ nhớ không có ngất thì nặng tay cũng thoát như không. Như khó tìm cho gặp chủ dân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chung. Ai bế tâm nghe qua không phùng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bốn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Phần tu hành tái ghét mặt lì, chịu cay đắng của người sân sức. Lòng sâu riêng hai nán ngôi, bất đừng thở than bận để cho thầy đi vào ta bà đang dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngò thì nói theo dấu thọ đàn dê. Dục gió cô nhiều nỗi thầm thế, dài sanh chúng
cho rồi mới rành. Cũng hiếm kẻ nghênh ngang cường ngạnh, ôi kể sao cho hết thói đời. Mãi say sưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Suối tiên thanh đổ ra cuồn cuộn tràn ruộng lòng, gieo giống mới nên nghe. Kẻ vô tình chẳng có chi bền, phải xa ngã theo nơi mộng ào. Giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo cầm vô sanh, lòng bao ma mê. Mùa nước tràn ngập cả điện đê, đến nước hạ đồng khô cỏ cháy. Cuộc gian nan năm qua đã thấy lùng diệt đời, cùng khúc lớn rồng khi dậy thì tràn cá bờ sông. Lúc khô hạn đi đồng làm sao lên lưng bạch hạt bay cả trời, tỏ ý từ bi khắp thế gian. Con thảo phục quỳ chầu trước bệ cha hiền ngọc, đặt đã lâu phải duyên xây trái đất một bầu đặng lựa lọc con tiên cháu Phật. Gồm một nơi sửa sang tim tất sự phân người, cùng vật thượng phong như cho dương trần rõ lực thiên công, có địa ngục thiên đường hay chẳng. Các chúng sanh nghe rồi yên lặng suy cho tường, rồi sẽ biện minh nhé. Cơn vui tai từ tai thiên đình, cho phép lão tổ trần đôi lè. Lời thầy dạy thật là căn, kẻ bao nhiêu tình bác ai góp tôm nhé.
trong ba gian tìm đạo quá mầm thôi giảng thế ước mong đời thành Nam Mô A Di Đà Phật.